Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Jordan Pan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Lê Hoàng Diệp Thảo sinh năm 1973 là một nữ doanh nhân Việt Nam. Từ năm 1996 tới nay, bà Diệp Thảo là đồng sáng lập và đồng sở hữu 93% tập đoàn Trung Nguyên. Năm 2008, bà thành lập và giữ vai trò tổng giám đốc điều hành của công ty Trung Nguyên International và công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên. Sau khi ly thân với chồng là Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Thảo mở công ty riêng về cà phê và tiếp tục tranh chấp quyền quản lý Trung Nguyên từ năm 2015 đến năm 2018. Năm 2018, bà trở thành diễn giả tại diễn đàn CEO Acna Coffee World London cùng với một số doanh nhân khác. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sinh trưởng trong gia đình có điều kiện về kinh tế. Cha mẹ kinh doanh vàng bạc đá quý từ đầu những năm 1960. Năm 1994, sau khi tốt nghiệp, bà Thảo tự thi tuyển vào làm việc ở Tổng đài 108 của Bưu điện tỉnh Gia Lai. Làm việc ở đây được 5 năm. Thông qua cuộc điện thoại giải đáp trên Tổng đài, bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ khi đó là sinh viên y khoa có cơ duyên gặp gỡ nhau. Sau khi kết hôn với ông Vũ vào năm 1998, bà Thảo nghỉ việc ở Bưu điện, theo chồng vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp, mở cửa hàng cà phê đầu tiên tại số 587 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Hai vợ chồng đã có 4 người con. Năm 2015, hai người ly thân, kể từ đó tranh quyền quản lý công ty Trung Nguyên. Về sự nghiệp, từ năm 1996 đến năm 2015 đưa Trung Nguyên thành công. Ngày 16 tháng 6 năm 1996, bà cùng chồng khởi nghiệp thành lập hợp tác xã cà phê Trung Nguyên tại Buôn Mê Thuột. Ngày 20 tháng 8 năm 1998, công ty mở quán cà phê Trung Nguyên đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, tại nhà của hai vợ chồng ở 587 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Năm 2000, với chiến lược nhượng quyền, Trung Nguyên đã có 400 đến 500 quán cà phê trên toàn Việt Nam. Năm 2001, Trung Nguyên mở xưởng sản xuất cà phê Hòa Tan ở số 204 Bùi Thị Xuân và bắt đầu phát triển cà phê Hòa Tan G7. Năm 2002, công ty thực hiện chuyển nhượng ở các quốc gia Nhật Bản, Singapore. Năm 2016 đến năm 2018, ra mắt thương hiệu King Cà Phê và phát triển thương hiệu. Tháng 10 năm 2016, ra mắt King Cà Phê lần đầu tiên tại Hoa Kỳ. Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Trung Nguyên International khai trương cửa hàng King Cà Phê đầu tiên của chuỗi cửa hàng tại số 2 Lê Lợi, phường Hội Thương, thành phố Pleiku. Tháng 4 năm 2015, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại Trung Nguyên. Hai người kiện nhau ra tòa. Bà Thảo kiện ông Vũ vì các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm không đúng quy định của pháp luật, gây bất lợi, ảnh hưởng đến việc điều hành của bà trong công ty. Ông Vũ cũng phản pháo bằng gửi đơn kiện với Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phán quyết hủy quyết định bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Thường trực của bà Thảo do ông Vũ với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký tháng 4 năm 2015. Phiên tòa xét xử vụ kiện này đến nay vẫn chưa thể diễn ra. Cuối năm 2016, 4 cá nhân Huỳnh Vạng, Cẩm Tú, Nguyễn Văn Đồng và hai người khác đang giữ chức vụ nhóm tổ điều hành Trung Nguyên đã đồng loạt gửi đơn kiện bà Thảo đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng bà đã xúc phạm đến danh dự và uy tín của họ. Nội dung của 4 đơn này yêu cầu bà Thảo xin lỗi công khai trên báo chí, đài truyền hình và bồi thường tổng số tiền 40 tỷ đồng. Tòa án đã bác bỏ các đơn này và không thụ lý. Tháng 7 năm 2017, công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên, Trung Nguyên IC đã đệ đơn lên Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang để khởi kiện bà Lê Hoàng Diệp Thảo do tranh chấp chi nhánh Trung Nguyên IC tại Bắc Giang. Theo thông tin từ bà Lê Hoàng Diệp Thảo, ngày 1 tháng 11 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định
tạm đình chỉ vụ án trên do nhận thấy chưa đủ căn cứ để giải quyết vụ án. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó, đến ngày 8 tháng 11 năm 2017, Trung Nguyên IC đã kháng cáo quyết định tạm đình chỉ trên. Chiều ngày 27 tháng 3, sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra phán quyết về vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Hội đồng xét xử tuyên chấp thuận cho hai vợ chồng ly hôn, giao các con cho bà Thảo chăm sóc, nuôi dưỡng. Ông Vũ có nghĩa vụ cung cấp cho các con 10 tỷ đồng mỗi năm tính từ năm 2013 đến khi học xong đại học. Về tranh chấp tài sản, tòa xác định tổng cộng ông bà Vũ Thảo sở hữu cổ phần giá trị hơn 5.700 tỷ đồng trong các công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên. Tòa chia cho ông Vũ hưởng 60%, bà Thảo 40%. Tuy nhiên, tòa chấp nhận đề nghị của ông Vũ cho rằng việc chia cổ phần cho cả hai sẽ gây khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp. Nên để ông Vũ sở hữu các cổ phần của bà Thảo, hội đồng xét xử cho rằng cần thiết giao cho ông Vũ quyền điều hành Trung Nguyên. Có như vậy mới bảo đảm quyền lợi của đương sự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký để ủng hộ kênh, mục kênh phát triển tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.